Nhận thất bại không một trước Nhật Bản ở lượt trận vừa rồi, Việt Nam đã nối dài chuỗi trận trắng tay của mình tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, qua đó tiếp tục dậm chân ở vị trí cuối cùng tại bảng B sau năm lượt trận. Dĩ nhiên, đấy là kết quả không lấy gì làm vui vẻ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, nhưng đó là điều phải chấp nhận bởi đẳng cấp của đối thủ là cao hơn rất nhiều. Không chỉ riêng Nhật Bản mà đa phần các đối thủ ở vòng loại lần này đều được đánh giá ở trình độ cao hơn so với những chiến binh sao vàng. Và lượt trận tới đây khi đứng trước thử thách mang tên Saudi Arabia cũng không có nhiều hy vọng về mặt điểm số dành cho thầy trò huấn Park Hang-seo nên nhớ đây là đội bóng đang dẫn đầu tại bảng đấu với 13 điểm sau 5 lượt trận. Về thực lực thì không phải bàn, đại diện Tây Á vừa trội hoàn toàn so với Việt Nam, điều đó đã được thể hiện qua chiến thắng tới 3-1 mà họ giành được ở lượt đi hồi đầu tháng 9 vừa rồi. Ở lần tái đấu sắp tới trở ngại lớn nhất với Saudi Arabia có lẽ là việc phải làm khách đến Mỹ Đình, điều mà từ trước đến nay đội bóng này không được đánh giá cao. Tuy vậy thì với trận hòa không đều trên sân của đội bóng rất mạnh Australia cách đây ít ngày, có vẻ như đó không còn phải là vấn đề quá lớn, nhất là khi đối thủ còn yếu hơn nhiều như Việt Nam. Chính vì vậy mà đánh giá cho khả năng giành 3 điểm của đại diện diện Tây Á ở trận đấu tới đây là rất cao. Thế nhưng ở phía ngược lại, những chiến binh sao vàng chắc chắn sẽ không dễ dàng để họ mang 3 điểm như thế. Cần biết rằng, dù cũng thất bại, nhưng rõ ràng trận thua vừa rồi trước Nhật Bản của đội tuyển Việt Nam được đánh giá là tích cực hơn nhiều so với hai trận thua ở đợt tập trung tháng 10 trước Trung Quốc và Oman. Vấn đề ở đây chính là cách chơi cũng như tinh thần của các cầu thủ, những thứ đã được cải thiện hơn nhiều nhất là trong điều kiện được cổ vũ bởi đông đảo các khán giả nhà. Chính vì vậy mà dù không được kỳ vọng cho khả năng tạo ra bất ngờ, nhưng ít nhất là thầy trò huấn viên Park Hang-seo cũng chưa thấy niềm tin trong việc tạo ra khó khăn cho đối thủ ở trận đấu tới giống như việc họ từng khiến hai cái tên sừng sỏ là Nhật Bản và trước đó là Australia chỉ có được chiến thắng tối thiểu tại Mỹ Đình từ vòng loại thứ ba World Cup 2022 cho đến nay. Trên sàn giao dịch châu Á, nhà cái cũng thể hiện điều đó khi chỉ xếp Saudi Arabia ở kèo chấp 1 1 phần tư. Mặc dù mức chấp là không quá tệ nhưng nếu xét trong điều kiện về chuyên môn giữa họ so với đối thủ, mức kèo này là chưa thực sự tương xứng cũng như không đem đến hy vọng cho khả năng giành một chiến thắng cách biệt. Chính vì vậy mà Việt Nam mới là cái tên đáng tin hơn ở trận đấu tới. Trên phương diện tổng bàn thắng với những khó khăn mà hàng công các đối thủ gặp phải khi hành quân tới Mỹ Đình ở những trận đấu đã qua. Sẽ không dễ để Saudi Arabia chơi tương bừng ở cuộc đụng độ với Việt Nam sắp tới. Và với mức tài xỉu cũng được niêm yết khá khiêm tốn là 2-1 phần 2, ,2. mốc dưới được xem như lựa chọn đáng tin hơn. Trong khi đó, đội bóng vừa đánh bại Việt Nam và Nhật Bản sẽ có chuyến hành quân đến Tây Á để làm khách của Oman. Với 3 điểm vừa giành được, thầy trò huấn viên Mori đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau 5 lượt trận, qua mặt chính Oman với 2 điểm nhiều hơn. Điều đó cũng có nghĩa là trận đấu tới sẽ có nhiều ảnh hưởng đến cuộc đua của hai đội ở bảng đấu này. Về lý thuyết, Nhật Bản vượt trội về chuyên môn so với đại diện Tây Á, thế nhưng nên nhớ rằng ở lượt đi vừa rồi, họ đã nhận thất bại trước cái tên này với tỷ số 0 1 ngay trên sân nhà. Điều đó cho thấy trình độ và đẳng cấp chưa hẳn sẽ quyết định đến kết quả của trận đấu, nhất là trong mối cảnh một đội bóng xứ Phù Ta đã gây thất vọng trong cách chơi của mình từ đầu vòng loại thứ ba World Cup 2022 đến nay. Hơn nữa bất lợi cho họ khi đội hình là đa phần các cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Việc phải di chuyển quá nhiều với quãng đường dài hết từ bờ đông lại sang bờ tây châu Á sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực. Điều đó phần nào được thể hiện ở trận gặp Việt Nam vừa rồi khi đa phần họ đều chơi dưới sức của mình. Trong khi đó với Oman dù mới đây phải làm khách của Trung Quốc thế nhưng thực tế là họ cũng chỉ phải di chuyển sang UAE. Chính vì vậy mà ảnh hưởng của yếu tố này là không quá lớn ở trận đấu tới đây với việc được trở về sân nhà. Thay cho huấn viên Ivan Kovic lại càng được kỳ vọng hơn nhiều bởi sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Bên cạnh đó, Lối chơi tinh quái của Oman đang thực sự khiến những đội bóng có lối chơi kỹ thuật như Nhật Bản gặp khó khăn, mà bằng chứng là kết quả ở trận lượt đi vừa rồi. Chính vì vậy mà khả năng họ tiếp tục tạo ra những bất ngờ cho đối thủ ở lần tái đấu tới đây là cũng rất lớn. Điều đó cũng được thể hiện trên sàn giao dịch châu Á khi nhà cái chỉ xếp đại diện Đông Á ở kèo chấp 1 phần tư. So với kèo chấp hai hòa có được ở lượt đi, mức kèo ở lần tái đấu này đã cho thấy ưu thế suy giảm đáng kể của thầy trò huấn viên Mori Yesu. Chưa kể là điểm ăn còn đang bỏ sâu và chênh lệch so với đối thủ cũng tạo ra nguy cơ mức kèo bị đánh hạ xuống thấp hơn nữa. Chính vì lẽ đó, mà đội chủ nhà Oman mới thực sự là cái tên đáng tin ở trận đấu tới. Trên phương diện tổng bàn thắng với mức kèo được niêm yết chỉ là 2, 1 phần tư sẽ là rất khó để trông đợi vào kịch bản tương bừng của trận đấu. Điều này cũng không bất ngờ bởi trước đối thủ mạnh khả năng Oman sẽ chọn cho mình lối chơi chắc chắn, trong khi Nhật Bản cũng có xu hướng chơi toan tính ở vòng loại lần này. Chính vì vậy nên đặt niềm tin cho mốc dưới của trận đấu.